Hello hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người nhảy làm sao tới một địa điểm sớm nhất nha mọi người. Lúc đầu thì mọi người hãy ping lên và 1800m đấy mọi người ạ, 1850m thì mọi người nhảy và mọi người ưỡn hết người lên nha, có nghĩa là ngẩng mặt cao nhất đấy. Hiện tại thì bạn số 4 đang nhảy này, bạn này đang top 3x server với mọi người. Đó, bạn ấy đang nhảy. Hơi đen là trận này mình không cầm cây nên là team mình ấy thì ai cầm cây thì đều nhảy được hết mọi người ạ. Đó nên là đây gọi là một cái nhảy dành cho anh em nào chưa biết nha mọi người. Mọi người không cần nhảy nghiêng người hay là nhảy cắm đầu xuống đâu mọi người ạ. Mà mọi người cứ 1850m mọi người ấn nhảy nha mọi người. Đó, mọi người ấn nhảy một phát. Xong mọi người cứ ưỡn hết ra thôi, ưỡn hết người ra. Thế là auto xuống đầu tiên rồi mọi người ạ. Mình mà lên trên này là mình là chạm đất đầu tiên luôn đấy. Đó, mọi người thấy không? Giờ làm gì có tên nào xuống trước được cái team mình chứ. Team mình là chắc xuống đầu tiên rồi. Không biết là khu này có người không nhưng mà team mình chắc do sớm xuống sớm quá ấy, nên là vớ vẩn là không qua. À đây rồi, thấy đấy đấy mọi người thấy không? Xuống sớm hơn bao nhiêu luôn ạ. À, mình nhặt được khẩu súng điện rồi này. À, bơi đi đâu? Bơi ạ, à, bơi này rồi câu cá luôn mọi người ơi, một mạng này. Team này thì không biết có đồng đội nó bắn mình kìa, bắn ca ở bên kia đồi à. Không biết có phải đồng đội nó nhỉ, mình ping lên cho đồng đội mình để ý nha. Chứ mình à đây rồi, đây rồi, còn tên nữa này mọi người ơi. Còn tên nữa này, một đầu. Úi dồi, một đầu, một viên mọi người, không chết ạ. Ảo nhỉ. Bay mũ rồi đấy anh em ơi. Đầu nó trắng hếu rồi. Rồi công luôn nha. Có bạn số 2 ở đây rồi, mình công luôn. Team này thì vẫn là team có một bạn nữ nha mọi người. Mình bọn mình bắn ấy thì thường thường là hay rủ thêm một bạn nữ gọi là mềm mềm nói chuyện hay vào để chơi cùng ấy. Chứ bây giờ mà nếu mà nguyên một cái team gọi hạt co vào ấy thì bắn nó kiểu là như nào nhỉ? Nguyên một team hạt co vào thì bắn nó kiểu là tranh nhau mạng, tranh nhau đến từng con bot luôn. Nên là thôi, ba ông bắn chắc rồi thì thêm một bạn nữ vào nói chuyện tấu hài cho nó vui. Đấy, vì thường thường mà mình đi với top cái bạn mid này này, cái bạn top trong 100 server nha. Vì có rất nhiều clip từ lúc bạn ấy đang ở top 70, xong rồi 50, xong bây giờ là 30. Thì gần như là không có trận nào là nguyên một team hạt co đi với nhau cả. Kiểu gì cũng sẽ có một bạn gọi là một bạn nữ nha, một bạn nữ tay mềm mềm thôi bắn để anh em đỡ tranh nhau bot. Rồi ở đây có người này, ai chả số 2 bắn này, mình thấy số 2 bắn này đang solo kill à, mình chưa có súng nữa. À đây rồi, có khẩu AK rồi. Úi dồi, AK có tên bot này. Ui, đang trong cái thời gian thay đạn thôi mà bạn ấy đã gạt luôn con bot rồi, đúng là chậm chân ghi ở cái team này ấy. Còn cái nịt mọi người ạ. À, vẫn có một tên này. Ái, ui dồi, tên này tên bot mọi người, giật cá mình ạ. Trời ơi, tên này tên bot này. Có một team thì vừa nãy là có hai tên lốc rồi mọi người. Không biết là nó có cứu không. Team đấy là ít nhất là có 3 người nha mọi người. Vì cái tên thứ hai vừa lấy bạn số 2 bạn mới chỉ lốc thôi anh em ạ. À, ở dưới này có người à? À, lốc rồi luôn, lốc luôn rồi anh em ạ. Rồi, lấy cái hỗ trợ hay lấy hỗ trợ làm nhiệm vụ nha anh em nha. Cái này nhiệm vụ thì tùy vào mỗi ngày và nhiệm vụ nó sẽ khác nhau nha, nhiệm vụ để lâng cấp pass đấy mọi người ạ. Úi rồi, úi rồi, úi rồi ôi, mình bắn chú hề mà bạn này chọc chán chưa chứ đấy. Chạy lên luôn lút đồ được ạ. Rồi, mình sẽ lấy thêm một khẩu M4 nữa nha. Một khẩu M4, một khẩu AK. Nếu mà chuẩn bài ra ấy, thì mọi người sẽ bắn gọi là một khẩu AR và một khẩu SMG nha. SMG bắn tầm gần, còn khẩu AR bắn tầm trung với tầm xa. Đấy là vị trí tanker nha anh em. Còn vị trí leader thì lúc nào trong người em phải có một khẩu ngắm rồi. À đây rồi, đồng đội tên này đây rồi mọi người ơi, mày chạy đi. Giờ chạy đi đâu? Tính sang cứu à. Chắc chắn luôn anh em ạ. Nào thì thích bay này. Ui rồi, chạm đất thì nó lại bị nhớ một nhịp súng. Ui. Ui vãi đạn. Mọi người ảo không? Dành đen gần đấy mọi người ạ. Ui nó lấy há kinh thực sự ạ. Sợ thật, mình bắn từ lúc mình còn chưa chạm đất đây này. Mình ping cho bạn số 4 cam đó nhỉ. Nó sang nó nhặt thẻ ấy. Bên này thì có mình với số 2 rồi, thò cái đầu lên xem. Nặn ở dưới nước thì sẽ không bắn được nha mọi người. Có nhìn thấy thì mọi người cũng không bắn được. Rồi ở bên kia có một tên bot kìa. Tên đấy là tên bot kìa. Không biết một bạn ở bên mình nốc rồi. Anh em cam cái thằng ở thuyền ấy không, là nó vào nó nhặt hai cái thẻ kia. Hay là để cho bạn ấy nhặt để bắn người cho đông nhỉ anh em nhỉ. Nốc một tên. Thế là không biết tên kia là người hay là bot. Nhưng mà cái tên mà bay ở trên trời ấy thì là mới chỉ lốc thôi. Thì còn cái tên này chắc tên cuối mọi người ạ. Tính qua nhặt thẻ à.
Rồi mình sẽ ping cái chỗ chỗ nào nhỉ? À, đây 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 đây. Đây, ping cho bạn số 3 và bạn số 4 nha. Bạn số 3 thì là nữ nha mọi người nha. Còn team này có bạn số 4 là trong top 30 này. Bạn số 2 là trong top 500 thì vậy. Mình cứ nhớ không nhập, có mỗi mình là chỉ gọi là trong 10.000 á. Rainbow hồi sinh nha mọi người ơi. Công lên luôn nha. Mình công lên luôn anh em ạ. Đây rồi, mình công lên luôn. Fake quả bom nha. Mình sẽ fake quả bom để fake vị trí. Đấy, vì mình chưa nhặt được thẻ ấy, nên là thành ra là cứ bom đạn thì mình nhặt hết thôi. Bom đạn tường thì mình nhặt sạch. Rồi mình fake vị trí để cho chúng nó tập trung ra đấy nha. Có mình với số 2 công lên rồi. Bạn số 2 công kiểu công nhanh quá trưởng, công không đợi đồng đội luôn ạ. Sợ thật. Nào nào, đây rồi mình thấy rồi. Ui rồi ôi, công trước xong lại chết thế này thì thử hỏng rồi. Rồi xong rồi anh em ơi, 4 tên luôn ạ. Ui rồi, thôi. 4 tên rồi. Là tường luôn này. Làm sao? Lốc một tên. Lốc một tên. Ui, pha này hơi khó rồi, còn ba tên bắn mình ạ. Ba tên bắn mình hai tên này. Hai tên. Còn tên này nữa thôi. À đâu? Ui thôi. Bắn những khẩu súng gì đấy? Ui rồi UMP mọi người ạ. Đó mọi người có thấy sức mạnh của UMP không? Solo kill tầm gần như thế này ấy, UMP nó vô địch luôn. Ui rồi ôi may quá, số 4 đến cover. Cứu mình gái bạn ơi. Sợ thật. Thế là team này là có 4 người thì bạn số 2 bạn ấy trước khi bạn ấy bị hẹo ấy, thì bạn ấy cũng đã cứu được một người rồi. Ui rồi à quên, bạn đã nốc được một người rồi mọi người ạ, nên là thành ra là cái con bot kìa, chồng con bot ngứa mắt không đang cứu thì chạy ra bắn ạ. Thề mấy lần mà đang cứu mà bot chạy ra ấy, bắn nó bắn spam ấy mà chúng mình thì thôi, đúng là thôi đi luôn mọi người, đúng không để đâu cho nó hết chán luôn. Nhặt ít đồ xong rồi hồi máu này. Cái team này ở trong này khá là giàu. À chắc cái bạn số 2 ấy là bạn ấy lock luôn cái tên mà vừa được hồi sinh ấy mọi người. Thế thành ra chỗ này còn 3 team thôi. Pha đấy mà trong tay mình có khẩu SMG thì thôi đúng bạn chấm hết luôn. Nhưng mà có khẩu AK ấy, thì cái tốc độ mà lên đạn của AK ấy nó sẽ chậm hơn SMG rất là nhiều nha mọi người nha. Nhưng mà để mà bắn tầm trung ấy thì SMG lại không có cửa luôn. Vì AK này bắn thì tầm gần hay là tầm trung về cái mức độ toàn diện thì AK nó bắn mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà tầm gần thì SMG vẫn là vô địch mọi người ạ. Giống như kiểu tầm xa thì mọi người bắn slip ấy, cứ một viên đi luôn đấy mọi người. Đó là kiểu như vậy. Ở đây có team nái UFO này. UFO ở sấy nó luôn. Sợ thật ạ. Nái UFO hơi kinh như này. Ây da. Đâu nhờ. Ừ chỗ mình hơi quất ạ. Ui vừa hồi sinh bạn kia xong UFO nó công đến luôn thôi. Mà hỏng ôi, bậy ôi. Cứu sớm quá mọi người ơi. Pha này thì hơi khoai rồi. Đây số 2 ra đây mình sẽ cho một khẩu súng nhá. Số 2 ra đây mình sẽ cho một khẩu súng để mà bắn này. Bạn ấy chạy một phát ra đây thì mình vào đây. Mình sẽ cho bạn ấy khẩu M4 đi. Rồi tiện tay vứt khẩu M4 ra trước vì mình đang cầm AK. Đó rồi ok, vứt đạn ra nữa này. Đó, trận này chơi một khẩu súng luôn anh em ạ. Cho bạn ấy một khẩu súng rồi. Bạn số 4 team mình thì lốc 2 tên rồi này. Còn hai tên đang bay ở trên du thuyền thôi. Ờ bay đi bạn. Úi dồi ôi, du thuyền thì cũng xì khói rồi anh em ơi. Hơi giật giật nè mọi người ạ. Ai à. Ui con bot ạ. Con bot đáng combat căng thẳng. Con bot đến thề mấy cái pha mà có mắt căng thẳng ấy. Bot đến giật mình thực sự luôn ấy. Đúng là tha thu lời con bot này luôn. Tên UFO kia thì nó đi luôn rồi anh em ơi. Hai cái tên kia là tổng là có 4 tên. Thì một tên súng UFO. Còn một tên, à quên, hai tên súng UFO, còn hai tên vẫn bay trên đầu kiểu scout ấy. Chấn luôn UFO đi nha anh em nha. Đây rồi. À ở đây có người này, thấy số 3 đang bắn này. Bạn thỏ bạn đang bắn này. Nhảy xuống luôn. À, ở trên bên kia đội có người kìa. Ui, hình như team UFO anh em ơi. Có phải không ta? Có. Ui rồi ui. Đạn lạc hơi nhiều mọi người ạ. Cái độ đạn rơi của cái khẩu AK nó cao quá. Thành ra nhiều khi sấy tầm xa ấy, nó cứ hơi bị a đuổi. À, đây rồi. Cái kia là bóng rồi hay sao ấy mọi người ạ? Đúng nhỉ? Cái thằng vừa chạy đen đen là bóng rồi hay sao ấy? À, người anh em ạ. Người, úi dồi ôi, chết luôn. Tên cuối rồi anh em ơi. Không biết team này có phải team UFO không ta? Nếu mà team UFO ấy, thì sẽ có cái UFO nữa cơ. Nhưng mà chắc là vớ vẩn không phải rồi. Team này có hai tên thôi. Một tên vừa lấy thì bị số 3 bắn lốc. Còn một tên là mình vừa xẻo lốt đấy mọi anh em. Thôi đi vào thôi, đi vào bo thôi. À, có người này, úi dồi ôi, bay trên mái nhà, úi dồi ôi, úi dồi. Ôi, hình như con này là bot rồi anh em ơi, không biết có phải bot không ta, spam luôn này. Tầm này xa phết anh em ạ. À, sao lại, quả đấy hơi đen nhỉ, úi AK kìa, tay cầm AK. Cay thực sự, cái X6 của mình đáng nghe nó phải ở cái AK cơ, vì cái khẩu SK12 ấy, bắn
X to nó không có được mọi người ạ, vì tốc độ xạ đạn của cái SK12 nó nhanh ấy, thành ra nó giật lắm anh em ạ, giật lắm anh em ạ. Ui rồi chết luôn này, có mỗi tên thôi. À một thằng cưỡi heo kìa, một thằng cưỡi heo, úi rồi ôi rụng heo luôn mọi người ơi, headshot rụng heo luôn ạ. Trời ơi cay chưa bạn ơi, bốn người xem mình luôn này, ôi bốn bạn xem mình luôn ạ. Úi rồi ôi, nhưng mà thôi tập trung combat đã. Ui ôi hai đạn, bạn bạn số 3 bị lốc rồi kìa. Mình spam đạn nha, mình mở cánh rồi anh em ạ. Mọi người thấy mình chọn cánh có được không? Quá được luôn. Mình sẽ mở cánh để cho số 2 cứu số 4 nha. Sợ thật đấy, bạn ấy công lên thì như là gặp nguyên team hay là sao nhỉ? Đây. Úi rồi một đầu luôn, lụm nhẹ một đầu. Làm sao? Mình spam đạn lên nha anh em nha. Trước khi cầm cái khẩu SK12 mà bắn cốp 6 thì nó lâu hốp lắm anh em ạ, phải nắp vào AK để bắn thì chắc nó mới được. Chứ cái khẩu SK12 bắn tầm xa đấy, nó phải trên, nó phải 200 m thì bắn nó đâu có được đâu, đạn rơi cộng nó giật nữa. Úi giời ơi. Làm sao? À, đấy, mọi người thấy mình cover được không? Cover được phết đấy mọi người ạ. Vì kiểu anh em bắn với nhau nó cũng quen đấy, nên là kiểu không thể nào mà bốn thằng đứng cùng một góc được anh em ạ. Đó, rồi hay lắm bạn ơi. Rồi giờ cứ thằng nào công lên nhá, cứ thằng nào công lên là mình đứng cánh bên này ấy, mình thọc sườn ngay, là sợ ngay. Đấy đấy đấy, có tên công lên kìa mọi người kìa. Công lên à, ấy là nhanh phết nhỉ. Hay quá, lốc ở bên kia lốc 3 rồi. Lốc 3 rồi, còn duy nhất một bạn nữa thôi, công sang luôn nha anh em ơi. Công sang luôn. Cái pha này thì mình không nhất thiết là phải công đâu, nhưng mà vì cái vì kill mọi người ạ, vì điểm hạ gục cả. Úi giời ơi. Ôi một khẩu sọt khăn cái đi luôn. Sợ thật đấy. Thôi đi vào bo nha. Đây này mình thấy đồng đội mình ping ở đây có người này. Có người á, đây rồi đây rồi. Úi rồi chạy đi đâu, một đầu lụm đầu lụm đầu, thề một viên vào đầu mới cả mấy viên vào người nữa, một hai viên vào người nữa, nhưng mà kiểu là chắc là mới yếu thôi anh em ạ. Ui nó bay lên trời luôn ạ, bay lên trời ạ, thích bay lên trời ạ. Ui rồi ôi đồng đội mình làm luôn rồi anh em ơi, đúng còn cái nịt. À đây rồi, còn tên đang ở dưới này này, không nhìn thấy mình. Ui rồi cái thẻ Linh ra này cay thế nhở, quả đang bắn tự nhiên nó lại vỡ cái bóng này, đen xì lại không bắn được anh em ạ. Đây đây đây, bạn ấy không nhìn thấy mình đâu, không nhìn thấy mình này, trời ơi. Rồi mình phơm luôn nguyên cái team đấy mọi người ạ, đang tìm cứu ấy, nhưng thấy đếch nào đang tìm cứu bị mình confirm mạng luôn. Rồi còn một tên cuối thôi mọi người ơi, pha này còn một tên cuối thôi. Ui dồi ôi, tên này giàu thế, giàu thực sự ấy. Thôi còn một tên cuối thì gọi là trò chơi nhân phẩm rồi mọi người ạ, mình check hết khu nhà rồi, méo có cái gì luôn ạ, không biết là trốn đâu. Cái pha này thì gọi là trò chơi nhân phẩm thôi, vì nó hết căng thẳng rồi, top 1 là easy rồi, 4 vs 1 ý, thì nó không bao giờ ở cái danh ngang gần nha mọi người nhé, không bao giờ có thể ăn được, trừ khi bạn xài hack hack theo kiểu mà hack bắn lên trời cũng chết người ấy. Thì thôi team mình chịu, chứ còn riêng cái tầm bắn bình thường thì tuổi gì đó mọi người, top 1 easy luôn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết cái video clip của mình nha, và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha, bye bye.